Anh Trung cho em hỏi cây này có phải hàng thật không? Sao em nhìn mộc đáy nó khác lạ thế? Trông dại dại ý. À, trước tiên xem có thật hay không thì anh sẽ chỉ cho em. Em sẽ nhìn vào một số cái điểm phân biệt nó như thế này để dễ hơn. Trước tiên là em nhìn vào cái búa cam này. Búa cam như này là chuẩn rồi. Đấy, nó bằng thép xám, sắc nét như này, đường cong như này là chuẩn rồi. Thứ hai nữa là cái chốt bản lề với cái chốt búa cam, cái vành chốt nó nhỏ như này, sắc nét như này cũng là chuẩn rồi. Thứ ba nữa là cái bánh xe xéo sóng như này chuẩn rồi. Đó, à, cái mộc đáy. Cái mộc đáy này nó là cái bản mộc đáy bản Amor bản 2002. Đó. Thì cái dấu chì Amor này này nó nằm ở dưới chiếc Zippo như thế này, trông nó khác so với những bản còn lại đúng không? Thế thì bây giờ anh sẽ chỉ ra cho em một số các cái điểm để nhận biết cái bản Amor. Vậy bản Amor là gì? Bản Amor là hãng cho ra đời vào năm đầu tiên là năm 2002, hãng cho ra đời cái bản Zippo vỏ dày gọi là Zippo Amor. Nó có độ dày là dày hơn Zippo bản tiêu chuẩn là 1,35 lần. Để mục đích là phục vụ cho cái công tác design khắc sâu và cây Zip nó đẹp hơn, nó có cái đất để khắc hơn. Thế nên hãng mới làm ra cái vỏ dày. Và hãng ra đời cái bản Amor này từ năm 2002 cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên cái logo Amor này này, cái logo Amor mà nó ở dưới cái chữ Zippo này này, thế thì đến năm 2016 thì hãng đã thiết kế cái logo Amor này nó sang phía góc dưới bên phải của một cái Zippo như cái hình này. Và nó sản xuất cho đến ngày hôm nay. Duy năm 2016 thì chỉ còn một cái bản mà cái logo Amor này ở giữa, dưới cái chữ Zippo. Đấy là bản Zip Luxury, bản kỷ niệm thì nó là ở giữa thôi. Còn lại từ năm 2016 cho đến nay là anh em thường thấy là cái bản Zippo Amor nó ở phía, cái logo Amor nó ở phía dưới góc phải của một cái Zippo rồi. Anh em nhé. Đấy, và cây này của em nó là cây Zippo Amor bản đầu tiên dòng mã bạc. Những cái bản Amor mà sản xuất năm 2002 cho đến nay ấy, những cái bản mà còn mới, người sưu tầm giữ còn lưu phân book ấy, thì nó có giá trị khá là cao. Và bây giờ rất hiếm gặp những cái bản như thế này. Những cái bản 502 này có giá trị sưu tầm khá là cao và rất nhiều anh em yêu thích. Như cái cây của em ấy thì nó là dòng mạ bạc, nó bị hút gió đen ố theo thời gian, thì em có thể lấy cana hoặc là lấy kem đánh răng bôi vào và lau đi, nó sẽ trắng sáng rất là đẹp em nhá. Chúc mừng em.